Nhiều người quyết định đi du lịch nước ngoài vào dịp nghỉ lễ sắp tới khi giá vé máy bay nội địa tăng cao. Giá vé khứ hồi chặng Hà Nội - Nha Trang rẻ nhất gần 5 triệu đồng tới 7,6 triệu đồng một vé khứ hồi. Bamboo Airways khai thác chặng bay Hà Nội - Cam Ranh với mức giá rẻ nhất khứ hồi là 4,733 triệu đồng một người. Vẫn là chặng bay trên, Vietjet Air đang khai thác chuyến rẻ nhất với mức khứ hồi là 4,33 triệu đồng một người. Nếu lựa chọn Vietnam Airlines, mức giá khứ hồi cho các chặng bay này rẻ nhất là 7,571 triệu đồng một người. Đây được cho là mức giá tương đối cao đối với bay trong nước. Giữa lúc Việt Nam thu hút khách quốc tế thì khách Việt Nam lại đi du lịch nước ngoài nhiều hơn do giá vé máy bay trong nước tăng cao.